Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp làm việc với Chủ tịch nước và đoàn công tác. Đây là lần thứ 5 trên cương vị lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thăm làm việc với tỉnh Hưng Yên. Báo cáo với Chủ tịch nước cùng đoàn công tác, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên 9 tháng năm 2022 phục hồi và tăng trưởng nhanh. Tổng sản phẩm GRDP 9 tháng ước tăng trên 10%, cao hơn kế hoạch là 7%. Thu ngân sách đạt kỷ lục trên 45.000 tỷ đồng, bằng 263% kế hoạch thu cả năm. Các chỉ số cải cách hành chính như PCI, PAPI, PAD Index có sự thăng hạng vượt bậc. Hưng Yên vừa tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, được quân khu 3 đánh giá cao. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ. Tỉnh Hưng Yên kiến nghị Trung ương 9 vấn đề về sửa đổi luật đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải, tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án đường vành đai 4. Vì 27 quy định là cái tỷ lệ xây dựng chỉ có 5%, rất là thấp, mà hiện nay thì trong nhiều năm nay, mấy chục năm nay là không có đất. Hiện nay ở ngoài bãi 9.000 hectare để đất trồng nông nghiệp thì không hiệu quả. Nhưng mà 9.000 hectare này nếu mà được quy hoạch thì sẽ phát triển thêm một bước nữa về cái diện tích của nghiên không có nhiều. Đây cũng đề nghị là chúng ta có ý kiến của Bộ Nông nghiệp với Chính phủ để làm sao đưa cái tỷ lệ xây dựng lên khoảng 15%. Từ 5 đến 15% trên toàn tuyến, toàn diện tích tự nhiên. Cái thứ hai thì khu công nghiệp. Bởi vì trên khu công nghiệp thì đấy là Thủ tướng đã phê duyệt khu công nghiệp rồi. Các quy hoạch của tỉnh khu công nghiệp rồi thì cái cụ thể thì cho tỉnh thực tế thì các tỉnh có thể phê duyệt là 300. Và dưới 300 người ta có khu công nghiệp, các khu công nghiệp thì không phải thực bộ ngành nữa. Tỉnh quyết định tham gia vào tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo và các ý kiến của một số bộ ngành trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả toàn diện mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua, nhất là những điểm sáng về chỉ số tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch nước gợi mở, định hướng 7 vấn đề chiến lược để tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chúng ta phải đi trước và làm tốt công tác quy hoạch ở một cái tỉnh đất chắc người đông người nhiều. Xu hướng phát triển đô thị, phát triển công nghiệp là nền tảng phát triển dịch vụ, những ngành rất quan trọng của một tỉnh đa dạng và những công trình văn hóa vật thể phi vật thể, thì vấn đề quy hoạch phát triển thành một cố đề rất lớn mà chúng tôi nghĩ rằng các đồng chí nên suy nghĩ để làm nền tảng phát triển để không có chồng lấn, không có bị phá hoại lẫn nhau trong quá trình phát triển. Bây giờ tất cả chúng ta đều nói hạ tầng hay là các thể chế đều rất quan trọng, nhưng mà đối với một cái địa phương mà dân số như tỉnh Hưng Yên thì nguồn nhân lực ở đây, kể cả nhân lực quản trị địa phương, quản trị thành phố Hưng Yên, các huyện thị xã ở đây rất quan trọng. Chúng ta nên có đô thị hóa, công nghiệp hóa mà không có nguồn nhân lực tốt thì làm sao có phát triển được. Chúng ta phải suy nghĩ ở cái Việt Nam này cũng như tỉnh Hưng Yên này làm sao được phát triển các loại hình doanh nghiệp nó có quy mô tốt hơn, chất lượng hơn. Và vấn đề rất quan trọng, gần như quyết định đối với đất nước Việt Nam cũng như tỉnh nhà, đến là vấn đề chuyển giao tiếp thu khoa học công nghệ trong cái thời đại chuyển đổi này. Chủ tịch nước cũng cho rằng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn liền với phát triển bền vững. Liên quan đến phát triển bền vững, chăm lo cho đối tượng yếu thế, Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương mô hình câu lạc bộ liên thế hệ được tỉnh Hưng Yên triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển. Đi sâu phân tích các vấn đề của tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước cho rằng, trầm tích văn hóa của vùng đất phố Hiến xưa được bồi lắng theo thời gian cũng là tài nguyên quý giá cho phát triển. Bên cạnh đó, cần có giải pháp hiệu quả cho địa phương đất chật người đông, còn 64% dân số sống ở nông thôn. Mình là mật độ dân cư đứng thứ tư cả nước này, cho nên là phải tìm cách nâng cao mật độ kinh tế, tức là độ dài của tài chính trên một cái vùng đất và cao hơn. Dân số nông nghiệp, theo tôi biết, vẫn chiếm tỷ lệ rất cao.
64% trong nông nghiệp. Vậy có phải nông nghiệp là vấn đề quan trọng của tỉnh này không? Chứ không phải chỉ cụm công nghiệp và dịch vụ. Còn 50% tôi cho tương lai vẫn là nông nghiệp trong thời gian đấy. Vậy thì nông nghiệp nông thôn vẫn vấn đề rất quan trọng. Đối với quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban dân ở đây. Nhắc lại câu nói về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Hưng Yên là một địa phương đặc biệt, nơi Bác Hồ đã 10 lần về thăm. Tháng lần thứ tư về thăm tháng ngày 3 tháng 7 năm 1958, người đã nhắc nhở toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về. Với tinh thần Bác Hồ dạy như vậy, với khí thế hiện nay, như cách làm hiện nay và cách tổ chức công việc như hiện nay, với những quyết tâm mới, đặc biệt là vận động hệ thống của chúng ta, chính trị của chúng ta và người dân của chúng ta, thì nhất định Hưng Yên sẽ có những bước phát triển toàn diện mạnh mẽ trong thời gian đến. Trên tinh thần ấy, tôi xin chúc tỉnh Hưng Yên phát huy thành quả 2 năm đầu rất quan trọng này để sắp tới quyết tâm hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để mà hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mà Trung ương và nhân dân giao phó cho các đồng chí. Tôi tin rằng các đồng chí sẽ bước phát triển tốt trong thời gian đến. Cảm ơn các đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lần thứ 5 về thăm làm việc với tỉnh Hưng Yên. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh khát vọng của tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hòa chung trong khát vọng của đất nước. Tỉnh Hưng Yên cũng hứa với Chủ tịch nước đến năm 2025 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống dưới 0,5%. Thay mặt cho Ban Thường vụ, chúng tôi xin được tiếp thu, lĩnh hội và sẽ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và quan trọng hơn, những gợi mở mang tính chất chiến lược như ngày hôm nay thì Ban Thường vụ sẽ xem xét trước mắt là phải bổ sung ngay vào trong cái quy hoạch tỉnh tới đây để trình Thủ tướng Chính phủ. Sau đấy là nhất định là chúng tôi sẽ có những cái chương trình, kế hoạch hành động với những cái biện pháp, giải pháp hết sức là cụ thể, thiết thực và hiệu quả để những cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành hôm nay nó phải được thực hiện và thực hiện có kết quả trên các mặt của phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân được hưởng hạnh phúc ngày càng tốt hơn.